Hello, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh USA Ký Sự. Hôm nay mình xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn cách gắn cách chuyển cái âm thanh từ cái điện thoại hoặc là iPad qua cái dàn âm ly của ở nhà để mình nghe nhạc. Thì nếu mà mình nghe nhạc mình gắn qua cái âm ly nghe ra cái dàn loa ở nhà thì nó hay hơn. Thì nếu mà dàn âm ly của quý vị mình mới thì có thể nó đã có cái Bluetooth, nhưng mà âm ly cũ giống nhà mình thì mình phải mua cái adapter, nó gọi là Bluetooth adapter. Thì đây là cái package, đây là cái này mình mới mua. Thì trong này là nó có những cái sợi dây. Dây này để mình gắn qua dây sạc, dây gắn qua thì chút nữa mình gắn. Còn trong này đại khái là nó phải có cái này là cái sách hướng dẫn instruction. Đây là cái này, quan trọng là cái này. Thì cái này là cái kêu NFC adapter. Chức năng của nó là nó sẽ nhận cái Bluetooth mình gắn vô cái âm ly, rồi cái Bluetooth mình sẽ pair cái điện thoại qua cái này nó chuyển vô cái âm ly thì âm thanh nó sẽ ra cái dàn loa của mình. Thì đại khái nó rất là đơn giản, không có gì hết. Sau này nó có dây điện vô, rồi có cái dây USB connection. Thì cái này cả hai cái audio, hai cái tiếng, một bên là đỏ, thì đỏ là phải rồi, trắng là trái. Còn nếu như mình muốn gắn cái headset vô đây, headphone vô đây mình nghe, thì mình gắn vô, đơn giản nó vậy thôi. Cái này nó rất là nhẹ, thì cái này cái giá nó khoảng mười mấy đồng thôi, không có mắc lắm. Thì bây giờ mình gắn vô nha. Ok, đây bây giờ mình đã gắn vô rồi quý vị, gắn dây vô rồi nè. Thì cái dây trắng này đây thì nó vô cái điện phía sau. Còn cái dây này màu đen, dây màu đen thì nó đi theo với lại cái cục này. Nếu mà mình không có dây màu đen này á, màu đen này thì có một chấu vô thôi. Còn mình không có dây màu đen này thì mình xài hai cái này cũng được. Hai cái này cũng là video out, audio out, màu đỏ màu trắng. Còn cái này thì ra có một đường thôi, nhưng mà ra đây thì nó thành hai, nó tách ra hai. Thì audio màu trắng với màu đỏ, màu trắng màu đỏ, rất là đơn giản. Gắn vô cái music input, màu trắng thì qua màu bên trái left, màu đỏ thì qua bên phải, vậy thôi. Cái cục này cục âm ly đó, đơn giản như vậy thôi. Thì mình bây giờ mình gắn đồ, mình connect cái device vô, mình connect cái tablet với phone vô, mình thử ngay quý vị. Ok, bây giờ thì mình dùng cái tablet của mình gắn cái Bluetooth vô, connect cái Bluetooth coi nó nhận tín hiệu được không, hoặc là coi nó mở nhạc nghe có được không nghe quý vị. Thì cái này là cái NFC này nó đang chờ, là nó nhảy đèn nó chớp màu xanh màu đỏ, nó đang chờ tín hiệu. Thì bên này mình vô cái settings Bluetooth, mình bật cái Bluetooth lên, turn on Bluetooth. Nó search cho cái nó đang tìm cái NFC. Thì đây là cái NFC 19, mình nghĩ là đúng rồi đó. Mình bấm vô đây rồi nó connect rồi đó. Thì bên này cái đèn nó sẽ chuyển qua màu trắng, nó chớp màu trắng. Đây là cái volume của cái âm ly, mình vặn hết xuống đi. Rồi bây giờ mình tìm một bài nhạc nha. Tìm một bài nhạc vô YouTube đi. YouTube mình search cái
channel, cái kênh USA Kỹ Sự. USA Kỹ Sự xong rồi mình vô tìm một cái bài nhạc no copyright music cho nó. Rồi, vặn này lên đây nha. Đó quý vị, nó vô rồi đó. Mình pause nó ngừng ngừng xong nó bật đại khái là nó vô rồi đó quý vị. Nhưng mà âm thanh lớn một chút để tắt đi đó. Bây giờ Bluetooth nó chuyển nhạc từ cái tablet qua cái âm ly rồi đó quý vị. Thôi video này mình xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn cách gắn cái Bluetooth chuyển cái âm ly qua thành cái Bluetooth để mình nhận tín hiệu, nhận cái Bluetooth từ cái tablet hoặc cái phone để mình nghe nhạc trong cái dàn âm thanh người ở nhà để cho nó nghe nó hay hơn. Thì hy vọng cái video này nó hữu ích và cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Thank you for watching. Bye bye now. Vô mình disconnect, turn up Bluetooth. Disconnected. Rồi, disconnected rồi. Ok, bye bye.